We rise from the ashes. We stand victorious. We will win the crown. Senses. Prepare for a battle of reaction, timing, and precision. Trở lại với cả PC của Dragami. Có lẽ các bạn cũng mới biết đó là ngày 8 tháng 11 vừa qua thì đã có một game MOBA cực kỳ, có thể nói là cực kỳ đình đám trong năm nay được ra đời. Đó là cái game đó là Battlerite. Đây được coi là một trong những cuộc cách mạng của game MOBA năm 2017. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái tựa game này nhá. Đầu tiên các bạn hãy vào truy cập cái trang web đó là storesteampowered.com sẽ cả Battlerite trên nào. Đây chính là trang chủ của cái trang này trên Steam. Game này thời điểm hiện tại nó đang được phát hành free hoàn toàn trên kênh trên cổng Steam. Được chưa nào? Các bạn chỉ cần đăng ký Steam về và sau đó tải game về là chơi được thôi. Trước đây thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn download, cài đặt cũng như là đăng ký Steam rồi. What the fuck? Gì đấy? Tin đây, ngôn ngữ gì đây? Pháp à? Đã xảy ra lỗi trong khi đưa thay đổi của bạn, vui lòng thử lại sau. Ok, bye. Được rồi, nói đâu nhỉ? Trước đây mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn download, cài đặt, đăng ký Steam rồi. Bây giờ thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái game Battlerite này thôi. Thì các bạn hãy vào cái trang web nhé, trang web này mình để dưới phần mô tả video, các bạn hãy vào nó nhé. Rồi đây, các bạn nhìn tới phần đó là free to play, play game, được chưa nào? Các bạn chỉ cần ấn vào chữ play game màu xanh lá cây thôi. Rồi, sau đó nó hiện cái bảng ra, các bạn ấn vào yes, Steam e-installer. Mở clean bootstrap. Bây giờ thì nó sẽ mở, tiếng Anh mở cái nick Steam các bạn lên. Game này nó có lối chơi khá là, theo mình tìm hiểu được ấy, thì nó lối chơi khá là khác so với cả game MOBA thời điểm hiện tại. Những game MOBA thời điểm hiện tại thì chúng ta thường chia ra làm hai phe, sau đó rồi công trụ, rồi là săn crep, rồi là lấy đồ, mua đồ các kiểu, đúng không nào? Nhưng mà trong Battlerite này thì chúng ta không có trụ, không có crep, nói chung là không có gì cả. Chỉ có các hero lao vào đánh nhau ngay từ đầu, theo từng hiệp. Có thể nói là một lối chơi rất hổ báo, đánh nhau từ đầu đến cuối luôn. Không phụ thuộc vào công trình, không phụ thuộc vào crep, không phụ thuộc vào item. Chỉ phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân của từng người, cùng với cả đặc tính của từng hero. Sau đó điên cuồng lao vào nhau theo thể thức đó là 1-1, 2-2 hoặc là 3-3. Mình không biết sắp tới nó có cái thể thức đó là 4-4 hay 5-5 gì nữa không, nhưng mà thời điểm hiện tại thì mình mới chỉ biết đó là có vài cái chế độ đó thôi. Bây giờ thì đâu nhỉ? Xong Steam mở chưa? Đây rồi, Steam mở lên rồi đúng không? Thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Ở đây các bạn có thể thấy game này đó nó nặng, nó chỉ có what the fuck một. Không một ghi gì á? Really? Đúng rồi, nó chỉ nặng hơn 1GB thôi các bạn ơi. Nhưng có lẽ là trong vào trong nó còn phải cài đặt các kiểu nữa. Thì ở đây, chúng ta đầu tiên là sẽ để mặc định cái phần Create Desktop Shortcut này thôi nhá. Còn Create Start Menu for Shortcut thì các bạn thích thì để, không thích thì thôi. Nó sẽ tạo ra một cái shortcut bên dưới phần Start Menu của các bạn mà. Rồi, các bạn có thể chọn vị trí các bạn muốn lưu cái game này lại. Bạn có thể lưu ổ 2, ổ C, ổ D, ổ E gì đó. Thì các bạn, mình thì sẽ để mặc định nó lưu ở cái ổ game của Steam luôn, được chưa nào?
sau đó mình ấn next, rồi I agree. Rồi xong rồi đấy, bây giờ công việc chúng ta đơn giản chỉ là đợi thôi. Đây này, icon của nó này, chưa chơi được nhá, nó đang download thôi. Đây này các bạn có thể thấy Steam nó đang download này, chưa nào. Mất khoảng 2 phút rồi à, nhanh thế nhở. Game này vừa ra một cái đã tạo một cơn sốt cực kỳ lớn trên Steam. Game này được đánh giá là nó còn là sẽ là một cuộc cách mạng của game MOBA, thể loại MOBA, thể thức MOBA, khi mà nó thay đổi gần như hoàn toàn cái lối đánh cơ bản hiện tại của MOBA như là Liên Minh Huyền Thoại hay là Dota, loại bỏ đi toàn bộ creep, loại bỏ đi toàn bộ trụ mà chỉ là các hero lao vào nhau, thực sự khá là hấp dẫn đúng không nào. Rồi đây, game được rất nhiều đánh giá tích cực rồi. Tám nghìn review luôn. Xem nào, cấu hình tối thiểu của nó khá là nhẹ. 2 video, Intel Graphics HD cũng có thể chơi được mượt. Unix P cũng chơi được. Quá trưởng thật. Còn chip chỉ cần từ 2.8 GHz trở lên là ok. 2000B. Đùa. Game rất nhẹ nhỉ? Mình nhìn có vẻ nó cũng cool ngầu các kiểu mà sao nó nhẹ được vậy nhỉ. Đây là một vài hình ảnh của game đấy các bạn. Game này thì trước mắt thì nó chỉ thu phí những cái trang phục và những cái có, không biết, mình không biết có cái gì nữa nhỉ. Mình nhớ là nó chỉ thu phí trang phục nữa phải, có cả một cái gì nữa mình quên rồi. Còn các tướng thì sẽ được mở hết cho các bạn để chơi theo cái chế độ nó 1-1 thì phải. Đây, PvP MOBA Action. Đây là các hashtag của game này. Grid soundtrack nữa cả, Hack and Slash. Chết đấy. Đây thực sự là đáng là một game để chúng ta có thể trải nghiệm, giải trí cùng bạn bè, cũng như là thể hiện những cái khả năng nhận biết game của từng người. Vì nó thiên về combat, rất nhiều về combat luôn. Vừa vào cái là chúng ta có phải vào trong cái lồng, kiểu lồng bát giác như này, và pha nhau thôi. Rất là hấp dẫn. Ở đây thì có lẽ game down gần xong rồi. Tự nhiên nó lại lòi đến tận mười mấy phút này nhỉ. Được rồi, để mình tua qua một chút cái đoạn này nhá. Ok, bây giờ đã ra xong thì chúng ta sẽ tiến hành vào game thử xem sao nhá. Mình sẽ ấn vào game ở đây, đây Battle Royale đây. Mình sẽ play xem như thế nào nào. Play Direct, ok, Direct 11. Còn cho chọn Direct nữa rồi. Đây rồi, xem bom tấn MOBA ra mắt cuối năm 2017 này có gì hấp dẫn nữa. Này là âm thanh. Welcome to Battle Royale. In order to play Battle Royale, you have to accept our team, survive and make it fully together. I came in. Ôi, chết rồi, nỡ quá mất cái gì rồi. Chúng ta sẽ chọn vị trí được à? Ở nơi đâu? Learn to basic play Battle Royale. Bây giờ chúng ta sẽ phải ở đây, ở Mount Araf, ở núi Araf, để tập tập chơi Battle Royale. Let's begin with the trial of Mount Araf. Start channel này. What the fuck? Sao lại thế này? À, graphic. Graphic thì chắc có lẽ mình sẽ không nói luôn nhá. Bởi vì cái này nó có thể nói là game rất là nhẹ cho nên là vô tư. Bạn hiểu chứ? Game cực nhẹ nhá các bạn nhá. Đây là cái máy lên mà chơi. Sao vì cho time to get moving. Đây là chắc pick khu vực để chơi ấy. Đây chúng ta đã chơi chủ yếu ở Asia thôi, ở Hồng Kông này, ping thấp. Chứ chơi ở những khu vực khác thì nó lag, ping rất là cao. Control đây. Xem nào. QRF12XZ Shift C WASD Scroll click. Ok, cứ vào cái là chúng ta sẽ hiểu đại khái về cái này thôi. What the hell? Chúng ta phải di chuyển bằng WASD các bạn ạ. Bản đồ map đúng không nhỉ? Chạy chậm với ta. Chạy nhanh nhỉ? Đây, chúng ta phải đi di chuyển vào chỗ này. Rồi, làm gì nữa nào. Skill này các bạn.
tại đây chính là skill đầu tiên, left mouse button, có nghĩa là sử dụng chuột để sử dụng skill này. Vừa di chuyển vừa bắn 4 lần, 1, 2, 3, 4. À, sẽ có nhiều hơn à? Nó khá là giống liên minh các bạn ạ. Bắn cảm giác khá là đã. Cái game này màn hình nó chạy theo à? Đây rồi, đây là skill thứ hai, mà chúng ta sử dụng chuột phải để có thể kích hoạt. Không có con down skill các bạn ạ. Yeah. Đấy đây. Easy kill. Spike à? Nhảy à? À đúng rồi, nhảy các bạn. Ấy à. Nhảy rất là đẹp mắt các bạn ơi. Woo. Chờ đây, chờ đây. Ấy không kịp nhảy rồi. Không kịp con nào để nhảy. Ây à, đau đấy. Thú vị đấy các bạn ơi. Whee. Né skill. Yeah. Cảm giác khá là đã các bạn ạ. Đây cái này bị free à, sẽ có một skill nữa. Invi à. À đúng rồi. Mày hả bởi. Yeah. Xe. Chờ đây các bạn ơi, game này đã đấy. May hả bởi. Skill nữa. Mình nhớ là có khá nhiều con tướng trong cái game này chứ không gì riêng Jade cả. What the fuck, silent. Shit, shit, đau đấy, đau đấy. Ui, bắn thấm quá các bạn ơi. Chết rồi, energy. Ép à. Phun cái thanh này lên có lẽ mới xài được. Ôi, bắn chưa rồi. Xài. Game này chơi đã các bạn ơi. Mình thấy là mình thích cái game này đấy. Using this, I can destroy đây rồi. Target. Nó giống kiểu kích lộ của các cái tựa game thuộc thể loại cây kéo. Đúng rồi. Đó là skill đặc biệt. Chúng ta phải đánh nhau một hồi chúng ta mới lên được cái skill này. Mày hả bởi, mày ném anh à. Này, chúng ta cứ đánh một lúc là cái thanh này nó tự động chạy lên, lúc đó chúng ta sẽ xài được skill đặc biệt này. Expedition Cell. Này, full rồi này các bạn. Có lẽ chúng ta đã hoàn thành cái khóa huấn luyện được rồi. Cái nào, cái nào. Đấy, phần thứ hai. Có nhiệm vụ nữa các bạn ơi. Play 2 map gì đó rồi. Như quét. Tường mới. Chúng ta đừng mở tường mới. Ui ui ui. Ui căng vậy ui. Tiếp 1-7 một em. Sợ nhỉ. Chúng ta vẫn chơi con này à? Đây chúng ta sẽ phải đấu với cả anh chàng Tauros đó. Tên này các bạn, Tauros này. Có lẽ cũng là một tướng trong cái tựa game này. Rồi.
What the fuck? Không kịp nhảy rồi. Úi giời. Đi em ơi. Đưa đi em ơi. Ôi ôi ôi. Con này khá là yếu, chúng ta phải liên tục di chuyển. Mày, mày, mày. Ây ôi, đau đấy, đau đấy. Yeah. Easy. Everything easy. Round 1. Ồ, nhưng mà thiết kế khá là đẹp các bạn ạ. Nãy giờ không để ý. Nhìn gần xinh phết nhỉ. Rồi, hiệp 2. Chúng ta chỉ cần win một ván nữa là ok. Ai được 2 điểm trước là người đầu thắng các bạn. Xuẩy ơi. Tuổi gì? Tuổi gì? Ê, nó có khiên. Có khiên các bạn ơi. Xê. May hả bởi. Nhớ đi em. Silent. Không cho mày xài skill. Khá là khó chịu các bạn ạ. Ây ui, đau đau ấy, đau đau ấy, đứng đứng đứng. Thôi, mày quá. Xê. Ây da, đau ấy. Nó không kịp sai lần nữa các bạn ơi. Nó choáng mạnh quá. Time's up. Mày. Easy 2 hiệp. Chúng ta vừa chiến thắng 2-0 các bạn ạ. Bây giờ mình rất nóng lòng đó là đến một ván game thật sự để đối đầu với cả các player khác xem như thế nào. Nãy giờ chúng ta chỉ qua cái phần try-in mà thôi. Luyện tập về máy mà thôi. Đừng có hòm này. Sao để mở nhỉ? Hay lại phải mua chìa khóa, nghi lắm. Ngay mà nó mua bằng điểm gì này. Mình không có điểm nào hết, các bạn thấy đây, đúng không nào? Chứ chắc là chả mua được cái gì đâu. Uầy, 7 đô một cái cơ, kinh vậy. Này các bạn, 2 đô, 7 đô, 14 đô rồi. Hút máu phết đấy trời ơi. Play multi, đây rồi. Ready luôn nào. 2v2. Đây, nó đang matchmaking cho chúng ta các bạn. Nó đang tự động tìm match cho chúng ta có thể chơi này. Thật sự là mình rất muốn chơi với cả một player khác xem như thế nào. Mà mình nhớ là chọn được nhiều tướng rồi nhỉ, đây này. Khá là nhiều tướng khác nhau rồi. Tướng này vẫn đang bị khóa, có lẽ phải lên level nữa thì chúng ta mới mở được. Theo mình tìm hiểu thông tin rồi ấy, thì là các bạn phải lên một level nhất định thì các bạn mới có thể mở khóa những tướng này được. Còn không, các bạn chỉ chọn được những tướng cơ bản như thế này thôi. Thôi mình sẽ chơi cái tướng đó là Jared này đi. Tướng này vừa mới luyện tập xong chứ những tướng khác không biết skill như thế nào cả. Có khá nhiều tướng các bạn lựa chọn nhá. Mà nó có ba cái roller chính ở đây. Nhất đó là đánh gần, thứ hai là đánh xa, và thứ ba đó là support, là hỗ trợ. Hỗ trợ ra là bụng máu các kiểu á. Thiết kế nhân vật đẹp nhở. On Japan Pikes. Hello. West on vũ khí. Gì đây? Còn mua được cả thú cưng nữa à? Hơi lâu thì phải quan nhỉ? Phim một phút rồi mà chưa ra game này. Này skin này các bạn. Nếu các bạn nạp tiền vào các bạn sẽ có được những skin siêu đẹp như thế này. Hello. Wow. Trời đấy. Đây, bộ này nhìn chất này.
Ấy à, phong cách Assassin's Creed che mặt này các bạn. Thiết kế hoa văn thì rất là chất. Ây da, còn bộ cowboy viễn tây như thế này đấy chứ. Nếu các bạn thích skin, à đây rồi, có game rồi các bạn ơi. Mình thử chơi chiến một ván xem như thế nào. Đây rồi, có người đồng đội. Hello? Sao lại nói nhỉ? À, gọi pet ra cưới này các bạn ơi. Ẩn tín Jack nhá. Roblin 17. Đây rồi, trận đấu bắt đầu rồi. Đối phương cũng sẽ là một Jarez và một con to đùng. Yolo. Đây rồi, mình thấy đối phương rồi. Xoài rồi. Tuổi gì mà đú với anh. Con bò sẽ làm chết trước. Yeah. Hay lắm bạn ơi. Ây ui, ây ui. Giết được con bò rồi bạn ơi. Cố lên bạn ơi, hay lắm bạn ơi. Còn một đứa thôi. Nó rồi, nó rồi. Tìm nó bạn ơi. À đây, mình thấy nó rồi. Ui da, trời. Mày hay lắm bạn ơi. Ơ, nó bơ linh được à? Đây rồi, mình thấy nó rồi. Ui, skill trượt hoài các bạn ơi. Đứng lại coi. Ơ, nó tốc biến à? What the fuck? Mày ở đây á? Mày giết đồng đội anh à? Win một round rồi các bạn ơi. Chúng ta có 3 round tất cả. Đội nào thắng 3 round trước, đội đó sẽ là người chiến thắng. Rồi, để về bàn đầu thứ hai nào. Khá là hấp dẫn các bạn ạ. Đấy rồi, bắt đầu rồi. Đến đó nào. Cái lửa lao lên cuộc chiến ạ. Hiệp thứ hai. Lên bạn ơi. Để mình xem bọn nó ở đâu đã. À đây, mình thấy bọn nó rồi. Mày hả bưởi, 44 đam, easy em ơi, cẩn thận bắt ơi. À, nó kia đánh thận trọng hơn hẳn rồi. Chết, hình như nó lấy được cái quả bóng rồi. Chúng ta sẽ giết con bò trước. Đúng đứa rồi bạn ơi, ôi khởi xong. Mãi trưởng rồi. Ơ, nó tăng hình à? The death vortex is incoming. Enemy team claimed the orb. Ôi xong rồi, trận này mình thua rồi. À, để nó bắt được thằng tanh sớm quá. Meli sớm quá. Lại lát nữa mình sẽ dồn đam vào cái giờ bắn xa này. Tỷ số hiện tại bây giờ là 1-1 các bạn ơi. Mà nó có được 2 quả bóng. Có mát lại là bạn ơi. Có mát tốt rồi bạn ơi. Chúng ta sẽ win được round tiếp theo. Được rồi, đi nào. Cây gun pet nhìn khá là vui mắt. Rồi, hiệp đấu thứ 3 chính thức bắt đầu. Xuẩy. Đừng bắn, đừng đánh tanh nữa.
Cố cướp quả bóng bạn ơi, cướp quả bóng bạn ơi. Hay lắm bạn ơi. Cút con ra bây giờ. Cút ra khỏi tao. Vĩnh Việt. Giờ chỉ còn mình mày thôi. Còn mình mày thôi. Tao vẫn bắt được thằng AD của mình. Quá chiều thật, nó vẫn cướp được cái quả bóng ấy. Nó chơi quen hơn mình. Máu ơi các bạn ơi, Mày bắn ai, mày bắn ai của tao cái. Mày né của tao cái. Cảm ơn nhá. Úi xời. No. Mày thôi xong thua nữa rồi. Cái trưởng thật này đánh hay quá. Round lost. Good. I had a god all day. Zonam và thằng Ranger bạn ơi, bạn nghe bạn hiểu mình nói gì không? À, sao lại chat đồng đội nhỉ? Zonam thằng đánh xa trước. We need to kill Ranger first, bro. Ranger first. Follow me. Right. Whoosh. Right, bro. Kill them. Kill that shit. Yeah, right. Your team won the orb. Here bro. Con mẹ vãi lồn, nó dồn đam vào mình trước. No, fuck. Try bro, you can do it. Don't fight with them. Fight with Ranger. Rồi, ok, hay lắm bạn ơi. 1v1, cố lên bạn. Ôi, thôi xong, thua rồi. Đối phương có Ranger đánh hay quá. Mình đánh Ranger trận đầu tiên cho nên là hơi dở. Cho đến là thua chung cuộc rồi các bạn ạ. Được rồi, đó chỉ là một chút về cái phần lối chơi của cái tựa game đó là Battle Royale thôi. Các bạn có thể download game trên Steam về và chơi hoàn toàn miễn phí. Cùng với cả đó là việc các bạn có thể cày level để có thể lấy được những cái level cao hơn. Và lúc đó thì các bạn sẽ mở được những cái đó là tướng mới theo những cái level mà các bạn có trong game thế nào. Bây giờ mình sẽ add TF4. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.